Bún đậu review xin chào tất cả các bạn. Anh Bổn tuy không đẹp trai, nhưng tiền anh vẫn thiếu. Vừa có một ý tưởng điên rồ, khi bản thân yêu thích ong bắp cầy nhưng lại sợ bị trích, thì phải làm thế nào đây? Nghĩ tới những con ốc vít quen thuộc, anh đã có một sáng kiến ảo ma Canada, với một bản vẽ không thể hoàn chỉnh hơn nhờ vào tài năng quay tay trên máy của mình. Anh đổ tất cả sốc ốc vít anh gom được ra bàn, đầu tiên là ghép chúng lại với nhau, rồi mài mòn đến trơn nhẵn, thêm chút kem bóng để mọi thứ mướt mắt hơn. Những công đoạn tỉ mỉ và yêu cầu khả năng chơi đồ siêu đẳng được anh thực hiện cực kỳ mượt mà. Sau khi quay tẩy, anh thật sự đã tạo ra được một quả body mà chỉ nhìn thôi đã liên tưởng ngay đến khứa bắp cầy nào đó. Ở phần body eo thon hay quả mông đầy nọc độc, anh chỉ có thể làm hoàn toàn thủ công bằng tay dưới sự hỗ trợ của máy móc. Rồi là thủ công dữ chưa? Anh dùng một đinh vít khò đến khi nóng đỏ, rồi sau đó dùng hết sức bình sinh mà nện mạnh xuống, càng mạnh càng tốt. Để có thể tạo ra một tấm kim loại mỏng dẹt, bạn có thể đoán được nó là gì chưa? Nhìn vào hình dạng này, chắc có thể bạn chưa biết. Đây chính là cánh của con ong đây, anh cắt theo hình dáng có sẵn, sau đó khoan một lỗ tròn vào giữa, để đặt vào đâu thì còn lâu mới nói. Anh mài cánh trên tấm giấy nhám, đến khi nó trở nên trơn lẵn, anh luồn cây đinh vào lỗ, vừa khít các bạn ạ, sau đó cố định vào máy, rồi điều chỉnh vị trí các nhánh của tấm kim loại mỏng. Tạo nên một hình dáng rất tượng hình, bạn có thể đoán ra từng bộ phận rồi phải không? 6 tấm nhỏ phía trên tiếp tục được mài nhỏ tạo ra hình dáng những chiếc chân tuyệt đẹp. Rồi không ngừng nghỉ dùng một tấm kim loại nhỏ khác, tất cả đều dựa vào nguyên bản là một chiếc đinh vít để mài mòn tạo dáng. Đôi tay vàng trong làng chơi đồ, anh sử dụng cực kỳ thành thạo mọi đạo cụ để có thể tạo ra nét mặt hoàn hảo của một con ong bắp cầy. Sau cả ngày dài miệt mài không biết mệt, mọi bộ phận nhỏ đều đã được hoàn thành, anh bổn ráp mọi thứ lại với nhau và đây chính là thành quả cuối cùng. Trông cực kỳ sang chảnh và đẳng cấp, độ tinh xảo và tỉ mỉ này thật sự đáng ngưỡng mộ, từ nay đừng gọi anh là bổn bậy bạ nữa nhé, anh đây còn cực kỳ tài ba nữa đấy. Kiếm Nhật luôn là một thứ vũ khí hủy diệt, nhưng với hội báo thủ, đó cũng chỉ là ý tưởng cho những trò nghịch ngu không hồi kết của mình mà thôi. Với chiếc trực thăng này, chỉ cần thay thế quạt gió phía trên, họ đã tạo ra rất nhiều thử thách tuyệt vời, nhưng khi biết đến thanh katana, một ý tưởng điên rồ đã xuất hiện. Chỉ cần ấn nút, vỏ kiếm sẽ bị ném vút ra ngoài, thế nhưng trong lần chạy thử đầu tiên, điều mà ai cũng rén đã xuất hiện, một lưỡi kiếm gãy rời và bị ném ra xa. Thật sự là một sự đe dọa đầy nguy hiểm, vì thế, họ phải tiếp tục thử sức lại với một kế hoạch mới để có thể cố định lưỡi kiếm một cách chắc chắn hơn. Và rồi, lần này mọi thứ đã thành công, cỗ máy chém siêu hạng đang hoạt động cực kỳ trơn tru và thử thách đầu tiên, đơn giản nhất là quả chuối. Nó nhanh chóng rơi xuống dưới và đương nhiên rồi, một nhát cắt sắc lẹm không thể nhanh chóng hơn, máy đã hoạt động trơn tru, giờ là thời gian cho các thử thách. Tiếp theo là táo, với độ cứng cao hơn thì sẽ ra sao? Ủa, quả táo này chịu nhiều cú chém thế nhỉ? Cùng check và xem nào, úi sời, những cú chém tuyệt vời và đẹp mắt. Quả táo cuối cùng đã tạo ra những hình anh siêu cuốn, để thỏa mãn sự hào hứng của bản thân, anh lùn bế ra một thùng hoa quả. Cùng chơi trò chém hoa quả phiên bản thực tế được nâng cấp nhé, tất cả đồ ập xuống, và những nhát chém sắc lẹm cực kỳ thỏa mãn. Đương nhiên mọi thứ dường như bị chém nát, à, có quả dâu còn toàn vẹn này các bạn, đỉnh thật sự, với tốc độ quay muốn sang chấn của chiếc máy, hoa quả chắc chắn sẽ được lưỡi kiếm hôn chúng một vài lần. Lượt tiếp theo là của những chiếc bánh mì, với độ nhẹ của bản thân, những chiếc bánh bị đánh ra xa, nhưng thử thách này không hề thất bại. Bánh được cắt nhát nào ra nhát nấy, gọn gàng vô cùng, nãy giờ có chiếc bánh nào còn nguyên vẹn không nhỉ? Bạn nào nhìn thấy thì đừng quên comment xuống dưới thông báo cho bún với nha. Đến chai nước Coca-Cola thì khỏi phải nói, nó đổ tung tóe ngay từ khi bắt đầu, có bạn nào như bún cứ nhìn thấy sự hỗn độn này lại cực kỳ hài lòng không nhỉ? Phải chăng bản chất cũng có tính báo thủ lắm, chỉ là chưa có cơ hội bộc phát ra thôi, đúng lúc này họ muốn có một món đồ kích thích hơn. Anh báo nghĩ tới giày, nhưng là giày của ai đây? Sau quá trình kéo bao búa, anh báo đã có cơ hội được báo khi phải tháo giày của mình ra. Cảm giác tận mắt nhìn thấy con em tinh thần của mình bị chém đứt, anh bồn chồn không chịu được, những nhát cắt đỉnh quả đi mất, chiếc giày bị chém đến tơi tả. Bạn nào nhanh mắt nhìn giúp bún xem chúng đã được chia ra thành bao nhiêu mảnh vậy, cỗ máy này đúng là không hổ danh hủy diệt, phá hoại thì đỉnh của chóp. Món tiếp theo, họ nghĩ tới một quả bóng gôn, vốn được biết đến là khá cứng cáp, lại có độ nảy, liệu cái kết sẽ như thế nào đây? Bạn xem này, nó gần như còn nguyên vẹn, ngoại trừ một vết cắt tí xíu làm mờ đi phần chữ, còn lại đều được bảo toàn, đỉnh thật đấy. Không khuất phục trước cái kết này, họ thả vào cỗ máy một nắm bóng, lại còn phải sặc sỡ mới chịu cơ, và đúng là cái kết đã khác. Chúng được cắt đôi một cách hoàn hảo, hóa ra đây chính là phía trong một quả bóng gôn, trông thích mắt thật chứ. Bạn có hài lòng với cái kết như thế này không? Sau khi vào nhà lục lọi xem còn gì chém được hay không, họ mang ra một quả dưa hấu cỡ lớn. Liệu rằng có khi nào sức nặng của nó làm gãy luôn lưỡi kiếm không nhỉ? Cùng chờ xem nhé. U là trời, tan nát đến tan tác, quả dưa bị chém không trượt phát nào, để rồi vỏ ruột lẫn lộn, những lưỡi kiếm như một máy xay cỡ lớn siêu hạng.
cực kỳ đẳng cấp để có thể tạo ra những cú chém khiến ai nhìn thấy cũng hài lòng. Để tạo ra sinh tố mà dùng chiếc máy này cũng ra gì và này nọ lắm đấy nhỉ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video, Bún Đậu rất biết ơn về điều đó. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha. Bún Đậu yêu tất cả các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.